xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Nhớ lại cái thời điểm, cũng tầm cái thời gian này mà năm ngoái thì toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phải thực hiện cái chỉ thị là giãn cách xã hội do dịch Covid nó quá hoành hành. Rồi sau đó một thời gian tưởng chừng như dịch đã tan rồi, nhưng không, có một điều thực tế là Covid chưa bao giờ buông tha cho chúng ta. Suốt hơn một năm ròng rã vừa qua hình như là cũng muốn 2-3 năm luôn rồi đó. Nó còn dai hơn người yêu cũ nữa các bạn. Và đỉnh điểm nhất là hiện tại đợt bùng dịch thứ tư này cực kỳ nguy hiểm, biến chủng tà le coi như là căng như dây đàn nhất từ trước tới giờ luôn đó, thì đã bắt đầu tràn lan khắp Việt Nam và một lần nữa chính phủ lại phải ra cái chỉ thị là giãn cách xã hội và lại phải yêu cầu chúng ta thực hiện cái thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế và không tụ tập. Nhưng mà còn đối với một người làm về lĩnh vực beauty giống như Vi thì ngoài cái thông điệp 5K đó thì gần đây Vi còn tự chế áp dụng thêm 1K, đó là K-beauty, có nghĩa là 6K. K-beauty, chữ K á, tương đương với lại Korea, Hàn Quốc, chăm sóc da theo style người Hàn Quốc nhưng mà trong mùa dịch của Việt Nam, với cái tiêu chí là tối giản, tiết kiệm mà vẫn hiệu quả. Và để đúng với các tiêu chí đó thì Vi đã chọn lọc ra các sản phẩm cũng như là chọn lọc ra hai bước để thực hiện đúng trong cái chu trình skin care trong buổi tối ngày hôm nay. Chi tiết cho những cái buổi skin care trong những ngày giãn cách xã hội đó là trừ những ngày mà mình make up đẹp đẽ để mình quay video clip, còn những lúc còn lại hầu như là mình đều ở nhà 24/24 thì mình không dùng đến tẩy trang và mình chỉ sử dụng cái bước sữa rửa mặt thôi, tại vì da mình cũng đâu có đi ra ngoài, đâu có bụi bẩn gì nhiều đâu. Và trong nhà Vi thì lại càng không có bụi bẩn nhiều. Ví dụ nó có bụi này kia thì nó cũng sơ sơ, mình dùng sữa rửa mặt thì cũng đã đủ rồi. Thứ hai là ưu tiên để mặt mộc và sử dụng những cái loại dưỡng ẩm nhẹ nhàng, lành tính, tại vì phải thường xuyên đeo khẩu trang để mặt mộc cho nó khỏe. Mọi người đeo khẩu trang thường xuyên là đã mệt, đã khó thở, đã nóng nực, chảy mồ hôi, lỗ chân lông toát ra các thứ mệt mỏi này kia rồi, mà giờ còn tống thêm dưỡng ẩm nhiều quá, dày quá hay dính dớp quá thì đâm ra nó bị tè le á mọi người. Cái lớp dưỡng ẩm cũng như là cái lớp make up á, nó dính vào cái lớp khẩu trang. Trời ơi, nghĩ tới là thấy nó ướt ác rồi đó, mà make up chi cũng đâu ai coi đâu. Suốt ngày đeo khẩu trang, tiếp xúc với nhau đeo khẩu trang mà. Ok, và trong cái buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ thực hiện đúng hai bước skin care trong những ngày giãn cách mà mình không make up á. Chưa bao giờ mình nghĩ là trời ơi, trong cái chu trình skin care của mình nó lại vỏn vẹn chỉ hai bước đến như vậy luôn, mình chưa bao giờ mình nghĩ luôn á các bạn. Nhưng mà thực tế là trong những ngày giãn cách thì nên như vậy, và khi mà mình áp dụng cái chu trình skin care ngắn nhất thế giới này á, trong 2 tuần á, thì mình cũng cảm thấy là da mặt mình cũng không có vấn đề gì và cũng cảm thấy khá là ổn ấy. Đầu tiên là trong những ngày mà không make up và ở nhà 24/24 như thế này thì mình sẽ vô cái bước đầu tiên là sử dụng sữa rửa mặt luôn. Sữa rửa mặt mà ngày hôm nay mình sử dụng là sữa rửa mặt Lagom. Đây là một cái thương hiệu của Hàn Quốc. Trong thành phần của sữa rửa mặt Lagom này rất là lành tính, hầu như là không chứa những cái thành phần mà có khả năng gây kích ứng da như là cồn, hương liệu, paraben. Tại vì ban đầu thì mình cũng không có biết cái sữa rửa mặt này đâu, tại vì thấy chị dâu mình sử dụng á thì thấy cái hiệu này nó khá là lạ với mình. Mình cũng tò mò nên là mình đã sử dụng thử. Khi mà mình check các bạn thành phần á, thì trong cái thành phần của cái sản phẩm này á, có rất là nhiều những cái thành phần làm dịu da cũng như là cấp ẩm cho da như là hoa cúc nè. Và bên cạnh đó còn có các loại dầu chiết xuất từ thực vật. Thật ra thì Vi thấy là trong cái em sữa rửa mặt này á, ngoài những cái ưu điểm chẳng hạn như là tạo bọt khá là nhẹ nhàng, không gọi là làm sạch quá mức, không làm cho da bị căng kích, cũng như là nếu mà các bạn sử dụng cái em này vào buổi sáng thì nó cũng rất là ok, không có làm da của bạn nó quá bị sạch quá mức á mọi người. Nó căng cái da làm cái bề mặt da của mình bị khô, không có hiện tượng đó, rồi không gây khô da, không gây kích ứng. Thì Vi cũng không thấy cái ưu điểm trong em này quá nhiều về cái việc làm sáng da hay là cải thiện về lỗ chân lông. Thật ra thì cái em này chỉ nổi bật trong cái vấn đề làm sạch da tốt và không có làm da bị mất đi độ ẩm tự nhiên. Cái hàng rào bảo vệ da của mọi người cũng vẫn rất là ổn, trong sản phẩm lành tính nữa. Tiếp theo là mình sẽ qua bước thứ hai, là bước cuối cùng. Mọi người thấy nhanh không? Chưa giờ mình thấy nhanh như vậy luôn. Là sử dụng kem dưỡng. Kem dưỡng ngày hôm nay mình sử dụng là cái sản phẩm Skinair X-Lab phiên bản Mascara Rim. Cho các bạn nào chưa biết thì Skinair X-Lab là một cái thương hiệu của Hàn Quốc, được ra đời vào năm 2015 và tuy còn khá là mới tại Việt Nam, và Vi cũng chưa có sử dụng hết tất cả các sản phẩm trong cái dòng Skinair X-Lab nên cũng chưa biết tất tật về những cái ưu điểm cụ thể của từng sản phẩm về cái thương hiệu Skinair X-Lab này.
là như thế nào. Nhưng mà có nghe ngóng là em này tuy khá là mới nhưng mà rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc, Thái Lan và Mỹ, và thấy các bạn beauty blogger ca ngợi rất là nhiều về những cái ưu điểm trong sản phẩm của SkinX Lab với dòng mascara rim này. Và thậm chí các bạn còn ưu ái đặt cho cái tên sản phẩm SkinX Lab mascara rim này với một cái tên là kem xóa sẹo nữa mọi người. Thì nó có thật sự xóa sẹo hay không thì chắc chắn là bây giờ Vi cũng sẽ review cho mọi người luôn. Có sao thì Vi nói vậy thôi. Vi cảm thấy là không xóa được sẹo thì Vi cũng sẽ nói không xóa được sẹo, và cải thiện cái gì thì cũng sẽ nói là cải thiện cái đó. Đầu tiên là khi mà Vi nhìn vào cái bảng thành phần của sản phẩm SkinX Lab này thì Vi thấy là có rất là nhiều những cái thành phần mà thiên hướng làm dịu da. À, và có một điểm lưu ý nữa, các bạn có đoán được cái tên phiên bản mascara rim này là gì không? Đó, cái matte đó là sự kết hợp của cái thành phần mascarosid, cera là sự kết hợp của ceramide. Đó, thì về cái tên phiên bản này thì nó rất là hay. Về mascarosid là một cái chiết xuất từ rau má, vì cái thành phần này đã rất là nổi tiếng và từ lâu đã được các brand của Hàn Quốc có áp dụng cái thành phần này rất là nhiều vào những cái sản phẩm của họ. Thật sự luôn, tôi cũng không hiểu tại sao là Hàn Quốc là một cái đất nước mà chuyên về rau má nhiều đến như vậy luôn mọi người. Thì rau má sẽ làm tốt trong cái nhiệm vụ là giảm kích ứng, cải thiện những cái vết đỏ cũng như là giảm những cái sự tổn thương cho da. Bên cạnh đó thì trong em này còn có vitamin B5 cũng như là adenosine, madecassosid, thành phần chiết xuất rau má một chút xíu, nhưng mà thay vì chiết xuất rau má là một cái chiết xuất từ tự nhiên, từ thực vật, còn về cái vitamin B5 thì nó là một cái thành phần hóa học. Đó, thì nó cũng sẽ làm giảm những cái kích ứng. Từ lâu vitamin B5 là một trong những cái thành phần mà nó là một cái liều thuốc bổ cho da rồi, nên là Vi cũng không muốn nói quá nhiều về cái vitamin B5 này nữa. Thậm chí là trong channel của Vi thì phải dành ra trên 2 video clip nói riêng biệt về cái thành phần vitamin B5 này rồi, nên là mọi người chắc chắn cũng sẽ biết về công dụng rất là hiệu quả trong cái việc phục hồi, giảm kích ứng, giảm đỏ, giảm cái sự tổn thương của vitamin B5 này rồi, đúng không? Rồi adenosine là một cái thành phần gọi là một cái ngôi sao sáng trong cái làng mà làm giảm những cái hiện tượng lão hóa, những cái vết nhăn trên da. Ngoài ra đặc biệt hơn nữa là về cái chữ cera là cái ceramide á, thì trong cái thành phần của em này chính xác là có ceramide, nhưng không phải là ceramide bình thường mà đó là phức hợp ceramide lên men nguồn gốc tự nhiên 10.000 ppm. Thì về cái thành phần này sẽ cải thiện cái hàng rào bảo vệ da của các bạn, phục hồi da cũng như là làm giảm những cái tổn thương trên da của các bạn lại và cải thiện cái độ ẩm trên da. À quên nữa, trong cái sản phẩm này còn có một cái thành phần cũng khá là quốc dân, đó là niacinamide, sẽ hỗ trợ làm sáng da, cải thiện cái tình trạng tiết dầu quá nhiều cũng như là làm giảm những cái vấn đề lỗ chân lông. Về kết cấu của sản phẩm này là một cái dạng gel trong suốt và có mùi thơm nhẹ nhẹ. Khi mà apply lên da thì sẽ từ từ thấm vào da, và chứ không gọi là quá thấm nhanh, không gọi là thoa tới đâu thấm tới đó đâu nha. Chính vì kết cấu của em này là thấm từ từ vào da nên là nếu mà Vi sử dụng ban ngày á, trước khi mà Vi đeo khẩu trang tầm 10 phút á thì Vi sẽ sử dụng em này, chứ không phải là Vi sử dụng rồi Vi đeo khẩu trang liền á, nó sẽ rất là dễ bị dính dớp. Nếu mà các bạn sử dụng trước 10 phút á thì khi mà các bạn đeo khẩu trang á thì lúc đó da mặt của bạn đã khô thoáng rồi, nên là sẽ không có gặp cái hiện tượng là cái chất của kem dưỡng này sẽ thấm vào cái khẩu trang của các bạn làm dính dớp khó chịu ha. Điểm Vi nhận thấy trong cái sản phẩm này á là không hẳn là xóa sẹo 100% đâu mọi người, thật sự luôn, mà Vi review thật luôn là nó có một cái khả năng là làm lành vết thương rất là ổn, rất là tốt, chứ không phải là ví dụ như các bạn đang bị một cái sẹo quá rõ, một cái sẹo mà sẹo xấu mà bôi em này cải thiện nhanh, cải thiện liền được. Ví dụ như là Vi sẽ để cho các bạn một cái hình cách đây một tuần á, là thì da của Vi trên trán á nó bị một cái gọi là Vi nặng mụn á mọi người. Lúc đó Vi có một cái, Vi thấy là cái nhân mụn ở bên trong và Vi cố lấy cái tay nặng lấy nặng để cho ra cái nhân mụn đó, nhưng mà cuối cùng á nó không ra cái nhân mụn đó và nó còn bị tổn thương da, nó bị gọi là bị xước á, và nguyên cái vùng da đó nó đỏ hết lên luôn. Và lúc đó thì Vi đã dùng em này kỹ hơn trong cái vùng mà đang bị cái tổn thương đó. Sau khi mà sử dụng á thì chỉ tầm 3 đến 4 ngày thôi nó hết rất là nhanh mọi người. Vi sẽ để cái hình giống như là nó khô lại từ từ, cái vùng da từ tổn thương đó nó sẽ khô mài lại, rồi xong rồi nó sẽ bong cái mài ra, rồi nó sẽ chốc 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 từ từ, cuối cùng nó chỉ còn là một cái vết thâm đỏ đó. Thì tiếp tục mọi người cứ sử dụng để trị cái vết thâm đỏ đó. Vi thấy là các em này cải thiện được cái vấn đề mà cái vết thương rất là tốt luôn. Ok, đó chỉ duy nhất 2 bước trong cái buổi skincare routine tối nay, siêu ngắn siêu đơn giản. Thật sự là hai cái bước này trong suốt 2 tuần thì Vi cũng cảm thấy là
da mình cũng ổn. Nhưng mà chắc chắn là với cái niên của Vi cũng như là với cái công việc là review skincare liên tục thì Vi sẽ không có giữ hai cái bước này trong một cái thời gian ngắn đâu. Thật sự luôn là Vi chỉ recommend cho mọi người là ok sử dụng hai cái bước này trong cái mùa giãn cách thì cảm thấy là nó cũng hợp lý, nó cũng tiết kiệm và nó cũng ok cho da. À và sau cái bước dưỡng ẩm này thì mọi người đừng quên là sử dụng kem mắt trước khi đi ngủ nữa. Tại vì tối nào thì Vi cũng sử dụng kem mắt hết. Thì đó, nếu mà được thì add thêm một cái bước dưỡng mắt và dưỡng môi vào thì cũng rất là ok. Và có thể nói đây là một cái chu trình skincare ngắn nhất thế giới này. Cho những bạn không có kinh tế nhiều, mình vừa có thể tiết kiệm được thời gian cũng như là tiết kiệm được chi phí trong cái khoảng thời gian dịch giật cách ly như thế này. Toàn bộ link pick up những cái sản phẩm uy tín cũng như là những cái thông tin về sản phẩm trong hai cái bước skincare routine trong buổi tối ngày hôm nay thì Vi sẽ để bên dưới phần description box. Mọi người có thể xuống bên dưới phần mô tả để mọi người check hang. Ok time, và nếu mọi người thích video clip này thì hãy đừng quên cho Vi một like cũng như là một subscribe đăng ký channel của Vi bên dưới. Và mong là mọi người sẽ giữ sức khỏe thật là tốt nè, rồi hạn chế trong cái việc là đi ra ngoài. Thôi trong cái khoảng thời gian này mình ở ẩn ở nhà đi, mình vừa dưỡng da. Những bạn nào mà da chưa đẹp thì mình đây cũng là một cái cơ hội để mình cải thiện da. Còn những bạn nào mà da đẹp sẵn rồi thì hãy làm cho da best hơn nữa. Đó, ok. Cũng không có gì gọi là quá phải la làng. Trong những cái ngày mà dịch giật giãn cách xã hội như thế này, trời, có nhiều bạn làm quá cho không được đi đâu hết, đồ này kia. Cái việc mà work from home thì nó cũng khá là bình thường. Chắc về công việc của Vi thì cũng thiên về work from home trước giờ rồi nên là Vi mới cảm thấy như vậy. Còn các bạn khác đôi khi á, các bạn làm việc ở ngoài nhiều hơn thì da có thể là bị ngứa chân chút xíu. Nhưng mà thôi, cố gắng chứ biết sao giờ. Ok, và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo rồi. Bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye.